Chào các bạn. Trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để móc một cái chú khủng long nhỏ dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này ha. Đầu tiên thì tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn mình vừa tạo ở đây 6 mũi móc đơn vào cái vòng tròn này ha. Móc đơn thứ nhất, tiếp tục mũi móc đơn thứ hai, mũi móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi đã có được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn ta tạo rồi, nắm cho mình sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại nè. Sau đó di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này, thì đây sẽ là chân móc đầu tiên nè. Đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng tròn đầu tiên với 6 mũi móc đơn. Thì 6 mũi móc đơn này nó sẽ tạo ra 6 chân móc cho vòng móc thứ hai ha. Tiếp tục ở vòng móc thứ hai nè, chân đầu tiên ta móc sẽ là cái chân móc mà mình vừa móc mũi dời vào đó, đó sẽ là chân đầu tiên, móc vào đó cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn thứ nhất. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Khi có được 2 mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, thì chân móc thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. 1 và 2. Tiếp tục chân móc thứ ba cũng tương tự ha, móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân móc nè. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Chân móc thứ tư móc tương tự, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Móc đơn thứ hai. Tiếp tục chân thứ năm, 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Và mũi móc đơn thứ sáu, mũi cuối cùng ha, 2 mũi móc đơn nè. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì kết thúc cái vòng móc này, di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc này. Đây là chân đầu tiên nè, móc vào đó cho mình một mũi dời để kết thúc vòng. Ta hoàn tất được vòng móc thứ hai và cái vòng móc thứ hai này nó sẽ tạo ra 12 chân móc để mình móc cái phần thân của khủng long ha. Từ cái điểm kết thúc này móc lên cho mình 5 mũi móc xích để mình tạo phần đuôi. Ta sẽ móc lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 và 5. Có được 5 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ năm, móc vào đó một mũi dời. Tiếp tục chân móc thứ tư móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba móc vào một mũi nửa kép. Chân thứ hai móc một mũi kép đơn. Và chân móc còn lại, chân móc cuối cùng móc cho mình một mũi kép đôi vào đây, thì mũi kép đôi sẽ như sau. Các bạn lấy len cho mình 2 lần lên kim, sau đó đâm kim vào cái chân móc cuối cùng. Kéo len qua chân móc. Trên kim sẽ có 4 cái mũi móc ha, lần lượt kéo len cho mình qua 2 chân móc trên kim nè. 2 chân lần thứ nhất nè. Tiếp tục kéo len qua 2 chân lần thứ hai. Và kéo len qua 2 chân lần thứ ba. Mình sẽ có được mũi kép đôi ha. Thì cái hàng móc của mình nó sẽ có cái độ tăng dần cho mũi móc nè, mình tạo cái phần đuôi như thế này. Thì kết thúc cái phần đuôi này ở cái vòng tròn mình tạo ở đây nè, các bạn sẽ đếm cho mình chân đầu tiên sẽ là chân ta móc mũi dời, thì bỏ qua chân đầu tiên này, tiếp tục bỏ qua chân thứ hai, bỏ qua chân thứ ba và đâm kim vào chân thứ tư, móc vào đó một mũi dời. Mình sẽ hoàn tất được cái phần đuôi của khủng long như thế này ha, với 5 mũi móc nè.
Tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ 5 của cái vòng tròn phía dưới nè. Đâm kim vào chân thứ 5 móc một mũi dời. Chân thứ 6 móc một mũi dời. Và chân móc thứ 7 cũng móc một mũi dời. Từ cái chân móc thứ 7 của cái vòng tròn phía dưới này, ta sẽ tiến hành móc cái phần cổ và đầu. Móc lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 và 5. Khi có được 5 mũi móc xích rồi, từ đây tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 và 3. Sau đó mình tiến hành lấy len và đâm kim vào chân móc xích thứ 5 nè. Đâm kim vào đó và kéo len. Trên kim có 3 mũi thì kéo qua hai chân trên kim ha. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào cái chân móc thứ 4. Đâm kim vào chân kế bên là chân thứ 4 nè. Kéo len. Sau đó kéo qua hai chân trên kim. Tương tự lấy len và đâm kim vào chân thứ 3. Kéo len và kéo qua hai chân trên kim. Lúc này trên kim của mình có 4 chân nè, lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết. Kéo len qua hai chân lần thứ nhất. Tiếp tục lấy và kéo len qua hai chân lần thứ hai. Lấy và kéo len qua hai chân lần thứ ba. Khi kéo len trên kim còn một mũi thì móc cho mình lên một xích và đâm kim vào các cái khoảng trống mà mình tạo ra ở đây nè. Khoảng trống thứ nhất móc một mũi móc đơn. Tiếp tục khoảng trống thứ hai móc một mũi móc đơn. Khoảng trống thứ ba móc một mũi móc đơn. Được 3 mũi móc đơn vào 3 khoảng trống rồi thì ở cái chân móc của cái mũi cuối cùng ở đây nè, ta sẽ móc vào cái thân chân móc này một mũi móc đơn ha. Như vậy là mình sẽ có được 4 mũi móc đơn liên tiếp. Thì tiến hành di chuyển kim đến hai chân móc xích còn lại của cái phần cổ này. Móc cho mình vào hai chân này, mỗi chân là một mũi nửa kép ha. Chân thứ hai nè, móc một mũi nửa kép. Và chân thứ nhất là chân cuối cùng cũng móc một mũi nửa kép. Ta sẽ hoàn tất được cái phần cổ và đầu như thế này. Kết thúc phần cổ và đầu, di chuyển kim cho đến chân móc thứ 8 của cái vòng tròn phía dưới nè. Chân thứ 8 móc vào đây một mũi dời. Thì như vậy là phần đầu của mình hoàn tất ha. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ 9 móc một mũi dời. Chân móc thứ 10 cũng móc một mũi dời. Từ chân móc thứ 10 này móc lên 3 mũi xích để tạo phần chân nè. 1 2 và 3. Thì 3 mũi xích này ta sẽ đâm kim vào chân móc xích thứ nhất, móc vào đó một mũi nửa kép ha. Được mũi nửa kép rồi thì di chuyển kim đến chân móc thứ 11, móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc cái phần chân đầu tiên. Tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ 12, móc một mũi dời. Từ chân 12 này móc lên 3 xích. Đâm kim vào chân móc xích thứ nhất, móc một mũi nửa kép. Kết thúc cái phần chân thứ hai này, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên. Thì chân kế bên sẽ là cái chân móc của mũi dời mà ta kết thúc của cái vòng tròn thứ hai á. Đâm kim vào đó và móc một mũi dời để kết thúc ha. Tiến hành kéo dài sợi len và cắt len. Dùng kim móc đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời. Sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Và giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái form khủng long như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần sừng cho khủng long.
đưa cho mình sợi len màu trắng ra phía sau. Đâm kim vào chân móc đầu tiên sẽ là cái chân móc của mũi kép đôi ở phần đuôi nè. Chân móc của mũi kép đôi ha. Đâm kim vào đó. Sau đó kéo sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi xích. 1 2. Được 2 mũi xích rồi, đâm kim vào chân móc xích thứ nhất, móc vào đó một mũi dời. Đây chân móc xích thứ nhất ha. Móc một mũi dời nè. Sau đó bỏ qua chân kế bên và móc vào cái chân kế tiếp một mũi dời. Ta tạo được sừng đầu tiên nè. Từ đây lên 2 xích. 1 2. Tiếp tục đâm kim vào xích thứ nhất. Móc vào đó một mũi dời. Bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp ở phần thân. Móc vào một mũi dời để mình kết thúc ha. Ta được sừng thứ hai. Lên 2 xích. Đâm kim vào chân xích thứ nhất, móc một mũi dời. Bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp thì cái chân kế tiếp này nó sẽ là chân của mũi nửa kép đầu tiên ở cái phần cổ. Đâm kim vào đó móc một mũi dời. Tiếp tục lên 2 xích. Đâm kim vào xích thứ nhất móc một mũi dời. Bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Lên 2 xích. Móc vào xích thứ hai một mũi dời. Như vậy là mình sẽ tạo ra được 5 sừng cho khủng long ha. Để kết thúc cái phần sừng này nè thì chân cuối cùng sẽ là cái chân mà ta bắt đầu móc cái cụm 3 mũi ở đây nè. Thì đây là cái mũi kép đơn cuối cùng. Đâm kim cho mình vào cái chân cuối cùng này và móc một mũi dời. Đây. Sau đó kéo và cắt len. Lưu ý khi cắt len ta sẽ cắt một đoạn len dài ha. Sau đó mình dùng đoạn len này để mình khâu mắt. Kéo sợi len qua nè. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời, kéo sợi len thừa ra phía sau. Ta hoàn tất được phần sừng của khủng long ha. Từ cái sợi len thừa này các bạn sẽ sử dụng cho mình một cây kim khâu. Mình sẽ xỏ cái sợi len thừa này vào. Và tiến hành khâu cái phần mắt. Thì cái phần mắt các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ hai ở đây là cái khoảng trống thứ hai này và chính giữa của cái mũi kép đơn đầu tiên ở đây. Ta sẽ chọn cái điểm chính giữa, đâm kim vào đây và cái chân mà mình móc mũi móc đơn thứ hai á, đây, đâm kim xuống phía dưới. Khi đã cố định được hai điểm của mắt rồi thì các bạn tiếp tục đâm kim thêm một lần nữa cho mình vào hai chân móc mà mình vừa đâm kim ha. Ta sẽ đâm kim hai lần liên tiếp vào cái chân móc này nè, với sợi len màu trắng để mình tạo tròng trắng. Sau đó ở phía sau mình sẽ giấu sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc. Các bạn sẽ sử dụng cho mình kim khâu và mình sẽ luồn một sợi dây màu đen, một sợi dây len màu đen nè. Sau đó tạo một guốc ở đầu dây. Và tiếp tục ha, từ hai cái chân móc mà mình tạo mắt màu trắng ở đây rồi, các bạn tiếp tục đâm kim cho mình thêm hai lần, cũng vào hai cái chân móc mà mình đâm kim luôn ha. Mình sẽ đâm kim hai lần. Tiếp tục thêm một lần nữa nè. Cũng vào hai cái chân móc đó luôn, cho cái mũi len của mình nó được dày lên. Như vậy là mình đã tạo được tròng đen và tròng trắng của khủng long ha. Tiến hành giấu cho mình sợi len màu đen ra phía sau nè. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái chú khủng long nhỏ để trang trí như thế này. Đối với mẫu trang trí này, các bạn có thể trang trí lên thân giày hoặc là nón áo đều được ha. Ở đây mình đã có móc sẵn một cái mẫu giày len như thế này. Thì mẫu này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước.
Các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo ha. Sau đó dùng keo nến hoặc là kim khâu khâu cho mình cái phần khủng long vào trên thân giày thì mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu giày len xinh xắn như thế này ha. Chúc các bạn thành công.